Dạ, em chào anh chị Minh Yêu của chú Minh Hương. Hôm nay là một buổi sáng thứ sáu, trời rất là mát mẻ. Dạ, hiện tại thì em đang ở ngoài bờ hồ Cánh Sen. Ở đây thì em có mời gặp anh bác sĩ Khải ngồi kế bên để mình cùng ngắm cảnh bờ hồ Cánh Sen. Sẵn đây anh Khải mình tả cảnh luôn anh Khải. Vâng, thì chào mọi người nha. À, ở đây thì Hôm em nay thấy con đường nè anh Khải, đại lộ Nam Phương. Trên này đẹp đó. ha, Dạ. nhìn cái không gian nhìn này trên này nó nhìn nó thoáng. Người chỉ cần là bó vỉa xong rồi, đang chuẩn Dạ. bị cây mới hoa về trồng ở trong cái bồn này này, Đó, mình có vô bông gì qua gì nghe đây anh. có cái này là lá trắng này, Ừ. lá màu này, xong rồi điểm nữa ở giữa nó có màu trắng, tông màu trắng và tông màu đỏ, là sẽ làm cái tuyến đường này. Các bạn cứ hình dung đi, cứ một ô trắng một ô đỏ ấy, nên là rất là sang và sáng. Chạy vòng quanh ra đây luôn, đằng sau luôn ra đường D D9 11 D11 là đấy, Mũi cái đường Kim. mua Đó. à Ở bên đây mình cũng có bông nữa anh. có đấy, cái bên này bên kia 10 bồn, bên này 10 bồn. Rồi, đẹp quá. Đấy, xà đỏ, tông đỏ với tông trắng ấy là tông chủ đạo. Còn hồ Cánh Sen, đây là toàn bộ khuôn viên hồ Cánh Sen. Đang cái Cánh Sen này mới đang mình trang trí hoa 10 giờ sam ấy, Rồi, để em để xuống cái anh coi mấy chị trồng buổi sáng chờ bên này cũng mát mẻ anh. Hôm nay trời đẹp mà, hôm nay Mát trời mẻ thích hợp cho mấy chị trồng. Nè, ở đây mình trồng theo cái mật độ phủ cây sao anh? cái này khoảng độ 12 giỏ cho 1 mét vuông đấy, nhưng mà mình muốn trồng dày tí để về sau ấy là nó tạo thành cái thảm ấy. Thảm với cái Cánh Sen này là màu đỏ, nói chung màu đỏ là chính nhưng mà cũng có là màu chủ đạo là màu cam, màu vàng đấy. Khi mà trồng lên là cái đường viền này sẽ rất là đẹp. Thêm Cánh Sen là màu hồng đấy, màu đỏ màu hồng. Đây đang cho các cô các chị đang trồng đây, nhưng thay vì mình trồng một cụm ấy thì mình rải ra để cho nó đều, và khi mà hoa nó lên thì nó sẽ tạo thành cái cánh của mình, nó sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn. Đó, là hai vô hai cánh là anh đẹp đẹp quá. cái này là làm hơi vất vả vì nhiều cỏ cú quá Đó. nên là phải làm đi làm lại mấy lượt luôn. Em thấy hôm giờ là mình làm hết 4 5 cái rồi đó mới ra được cái cánh đẹp vậy nè. Đấy, cái cánh này là các cô các chú là làm cho nó vào nó mềm mại, tức là từ cái bó vỉa này vào là 40 phân, từ trong cái hàng kia ra là 20 phân, nó phải đều nhau như vậy thì cái cánh nó sẽ mềm. Đấy, các cô cũng đang nhặt cỏ và trồng đấy. Sau khi ấy, là hết cái hồ cái cánh này ấy, là mình sẽ chuyển sang là đường cái hoa chuỗi ngọc, cái cây chuỗi ngọc ấy. Cây chuỗi ngọc mà ở đây nó hợp ánh nắng buổi sáng ấy, hoặc là ban ngày có nắng nhiều ấy, thì nó rất là đẹp. Đây cho các bạn xem cây chuỗi ngọc đây này, đây đây đây. Chuỗi ngọc màu gì anh? Màu xanh nõn chuối đấy. Dạ rồi. Nùi lại này, nùi lại nữa, bên kia kìa. Đấy, Bên trên đây. là phía đấy đấy. Đấy. Rồi, để em ghé vô cái một cái làng hoa Sa Đéc của mình ở ngay cái vòng tròn rất là bự. Làng hoa Sa Đéc thu nhỏ thôi. Đẹp quá anh. Đây cái màu chuỗi ngọc, cái màu xanh nõn chuối các bạn thấy rồi đấy. Nó nhìn lên là hiệu ứng là nó tạo cho cái hồ sen này một cái màu xanh rất là dịu dàng và dễ chịu. Đây cho nên anh Nhân là cán bộ kỹ thuật, anh ấy phụ trách về hoa cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều năm rồi. Anh phụ trách để tưới hoa, tưới cây rồi là phun thuốc. Nói chung là cái này cũng chăm như là con ngọn đấy các bạn ạ. Nói chung là cũng để em lên cho anh có mình cánh này và hai cây phượng là mình vô tông sao anh? Hai cây phượng này tức là về sau là mình sẽ thảm hoa hai cây phượng đâu. Đó, hai cây phượng hai đây. Bên gắt cầu nè. Đây các bạn về sau đứng đây là hai cây phượng hai bên đó, nó sẽ là những hai cái cánh hoa đó. Mà từ gốc cây phượng ra đến chỗ anh Nhân cái chỗ hoa đỏ đỏ kìa là sẽ là toàn hoa hết đấy. Nhiều quá anh. Này không chơi thì thôi, nào nó phải rực rỡ. Mà cái cánh những cái hoa này mình sẽ trồng nó tạo thành đường lượn sóng đấy. Nó là hình đường lượn sóng cơ thì nên mới cảm nhận được. Còn phía trong này sau này là cũng có một đường lượn sóng và có hình tạo hình. Tạo hình có điểm nhấn là hai bông giấy này. Đấy, cái bông giấy này. Bông giấy. Đấy. Như là giống như là một mắt con cá đấy. Đấy đang đang tạo hình hai bên là ống giấy là sẽ tạo mắt cá đấy. Đấy là trung tâm đấy. Đấy hoa là về sau rồi tập trung kia mình sẽ chuyển đi. Còn dưới bởi vì mình trên cao mình không nhìn được thôi. Chứ ở dưới là mình còn có cái cao độ nữa. Nó sẽ tạo cái mô hình cao độ đồi núi thoai thoải dễ chịu. Còn cái gì đỏ đỏ bên đây nè anh? Đây là cái cây lá màu đấy. Đây là cây lá gấm. Cây lá gấm này là có hai màu chủ đạo, màu đỏ và màu vàng cam. Đấy, hôm trước là xe về đấy mà nó vướng quá mình không lấy được, mình tập trung ở đây này.
Nhưng mà bây giờ mình mang về xong đã chăm sóc để cho nó hồi lại. Xong bắt đầu mình vẽ hình trên cái khuôn viên này. Xong rồi trồng theo cái hình đấy. À. Chiều nay là bên mình sẽ vẽ hình. Vẽ hình hình các loại hoa và các loại trồng ở vị trí như nào ấy. Mình có phối cảnh ngôi sao rồi vô không anh? Có đây này, có đường lượn sóng, tức là ngôi sao đây rồi, nhưng mà đây thì chủ yếu là cái tông này của mình là sông nước mềm mại. À. Có những cái điểm nhấn nhất định. Đây đang gấp rút là bởi vì còn một số cây tầm trung với tầm thấp. Đây sáng nay mới trồng được một cây nguyệt quế, cây này là cổ thụ đấy. Đây, cây nguyệt quế này, xong đến hai cây tùng này. Và tiếp đó nữa là Kha Mục sẽ trồng một cây pháo hoa. Cái nỗ kia nó sẽ một cây pháo hoa. Pháo hoa em thấy bên đây có nè. À đúng rồi, đã trồng bên đấy rồi, còn bây giờ đây pháo hoa. Em lại dè lại pháo hoa. Tết là phải có pháo viết cái nó mới hoành tráng được. Đây pháo hoa đây đang trồng đây, cái này cũng đang ra bông đấy. Nào, đây này dưới gốc cây trà nà xuống thấp tí nữa bên kia qua bên kia đây đây bên phải pháo hoa đúng rồi đó, bây giờ đang lấy cái cây pháo hoa ra đây trồng, cái này mà nó rụng hết rồi ra hoa đẹp lắm. Em thấy rồi, em thấy khu vườn của chủ tịch Đặng có cây ra bông đẹp quá, chắc lộc nhiều. Đấy, mấy cái cây trà là này trồng có vẻ lên đây có vẻ hình ảnh có vẻ cũng được đấy, cũng tạo hiệu ứng nhất định đấy. Bên đây mình cũng có ngôi nhà đẹp quá, cái vô tông đồ hết rồi. Cái này là nhà chị Giang đúng không? Chị Nắng Sài Gòn. Nắng Sài Gòn à? Nhà chị kính cổng cao tường. Trà là Dubai rồi. Ô cái trà là này trồng lên nó tạo hiệu ứng cho ngôi nhà quá. Trang điểm nó thơm mộng lắm anh. Nắng Sài Gòn đây biểu tượng của khu đô thị đấy nha. Một trong những ngôi nhà mẫu đấy. Chuẩn bị lên bông lên hoa luôn anh Khai. Bên chị Giang cũng đang muốn trên Sài Gòn chị cũng đang muốn lên đúng không? Có gì anh lại anh tư vấn bông hoa là cho chị ha. Cái này mà sang ngắm trong hồ cánh sen là thiên hạ đệ nhất nhỉ. Tối lên đèn rồi. Trời góc đẹp quá. Góc của chị ấy, ngắm được view toàn cảnh mà. Sau cái hồ cánh sen này lên nữa thì ngồi đây là thư giãn là lý tưởng quý vị ạ. Sáng dậy ngồi ngắm cái này là cuộc sống tự nhiên là tươi vui hơn rất nhiều. Câu su la gần của dự án mà anh. Cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên thì ban tặng nhưng phải thêm bàn tay con người. Mày bỏ vậy đó, em bỏ vậy em đi thích, em đi coi tả cảnh rồi coi mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú rồi nè. Nó làm đang bố trí lề đồ đẹp quá. Đây đang làm bó vỉa bằng đá hoa cương. Cái này làm thấy cái độ bền và chắc nó rất là cao, nên tạo thêm cái sự sang trọng và hoàn thiện của khu đô thị. Thôi nhá, chào mọi người nhá. Có lẽ là chào bác anh Long nhá. Xin phép đi về, còn rất là nhiều việc để hoàn thành công việc. Chúc mọi người những ngày cuối năm mọi công việc thuận lợi này, xuân sẻ để đón xuân mới nhá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào nhá. Hẹn gặp lại nhá. Cảm ơn anh. Đây em còn có mấy phút ngắn ngủi nữa, sắp hết pin rồi, em lặn vòng nữa. Còn điện anh, em tả cảnh ghiền nè. Xuống bờ hồ cánh sen đó nha anh chị. Mấy anh cũng đang đi vô điện. Thôi em cũng xin kết thúc video ngắn của em tại đây.